chào tất cả các bác yêu hoa lan trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 13 tháng 3. Hôm nay vườn lan Hà Nội về rất là nhiều mặt hàng đẹp các bác nhé. Mong là được sự ủng hộ nhiệt tình của các bác. Các bác đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299. Các bác có thể là nhắn tin số mã hàng kèm địa chỉ hoặc là vào số điện thoại của em hoặc là vào cái Zalo của em cũng được. Các bác kết bạn Zalo theo hai số điện thoại trên giúp em. Thì trước tiên thì hôm nay nhà em về rất là nhiều mặt hàng đẹp các bác nhé. Hôm nay nhà em có rất là nhiều mặt hàng đẹp ạ. Đấy thì mong là được sự ủng hộ nhiệt tình của các bác. Thì mở hàng đầu line thì em sẽ lên những cái giò tam bảo sắc hàng thuần, hàng rừng Tây Bắc các bác nhé. Hàng chuẩn Tây Bắc 100%. Cái tam bảo sắc hàng rừng Tây Bắc thì nó có một cái đặc điểm là hoa của nó rất là đẹp và rất là thơm. Ngồng hoa rất là dài và hoa đậm màu các bác nhé. Thì em sẽ lên cho các bác xem mặt hoa của cây giáng hương tam bảo sắc hàng rừng Tây Bắc đây ạ. Rất là đẹp luôn này. Ngồng hoa rất là dài các bác nhé và hoa cực kỳ thơm luôn. Thì hiện tại là cây em chia sẻ đến các bác là những cái cây đang có nụ các bác nhé. Thì trước tiên đầu tiên là một giò mã K16, giá là 700k. Giò này thì đang có như các bác nhìn thấy này rất là nhiều thân, nó chắc phải đến hơn chục thân hoặc chục thân gì đó. Nụ rất là nhiều các bác nhé. Nụ này tầng tầng lớp lớp này. Đấy, nụ rất là nhiều. Cái dòng hàng rừng Tây Bắc nó có một cái đặc điểm là lá nó rất là xếp, các bác thấy chưa? Lá xếp rụt các bác nhé. Lá xếp rụt rịt như là quế, rất là đẹp luôn. Và cây này của em, cái giỏ này nó phải trên 10 vòi hoa luôn, rất là đẹp các bác nhé. K16 em chia sẻ là giá là 700.000. Rồi bây giờ để em lên một mã tiếp theo ạ. Lên một mã tiếp theo các bác nhé. Là những cái giò tam bảo sắc nó nhỏ hơn một chút ạ. Đây em lên một giò này. Giò này là giò K8 các bác nhé. Giò này K8 này. Đây các bác nhìn này, cây này cong cong dài dài rất là đẹp luôn. K8 này em chia sẻ với giá là 230.000 các bác nhé. Cây rất là đẹp luôn. Đây em quay cho các bác xem cây này. Đấy, cây này rất là đẹp và đang có lụ luôn các bác nhé. Đấy, K8 230.000. Rồi em lên một mã tiếp theo các bác nhé. Lên một mã tiếp theo là mã K9. K9 em chia sẻ với giá cũng có giá là 220.000. K9 này các bác ơi, K9 này rất là nhiều nụ nhá. Đây này, ôi trời ơi, cái này 3 nụ luôn này. Rất là đẹp luôn, cây bên này cũng có nụ luôn này. Cây bên này thì một nụ này. Đấy, K9 220.000 các bác nhé. Cây to, K9 này cây rất là dài luôn ạ. Rất là đẹp. Rồi em lên một mã tiếp theo. Mã này là mã K14. K14 này em chia sẻ với giá là 280.000 các bác nhé. Đây các bác nhìn này, cái giỏ này rất là nhiều thân mà có một cái ngọn rất là dài luôn. Cái ngọn kia thì nó chắc là nó phải dài được khoảng độ tầm... Quay như này đi. Đây ạ, đấy. Giò này thì chắc là cái ngọn dài nhất thì nó phải được tầm 6-70 luôn. Rất là dài luôn ạ. Cái ngọn dài này thì nó đang có nụ rồi này. Đang có hai nụ các bác nhé. Ngoài ra những cái ngọn ngắn dưới này cũng có nụ này các bác ơi. Đấy, rất là đẹp luôn. Mã này là mã K14. Em chia sẻ với giá là 280.000 các bác nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Các bác về là chỉ cần treo lên chơi hoa thôi. Và tưới nước hàng ngày. Cái này nhà em là hàng thuần trên 35 rồi các bác nhé. Rồi em lên một mã tiếp theo là mã K9. K9 của em là một giò rất là đẹp luôn này. Đây, anh dơ lên cho các bác xem. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. K9 em chia sẻ về giá là 300.000 các bác nhá. 300.000 cho K9. K9 này thì cũng có rất là nhiều lụ. À, em xin lỗi, cái này không phải K9 các bác. Cái này là K13 các bác nhá. Em đọc nhầm mã. Mã này là mã K13. Mã K13, để thẳng lên một tí. Đây ạ, K13, đây ạ. Đấy, cây đang có nụ này. K13 các bác nhá. K13 em chia sẻ là 300.000. Rất là nhiều thân luôn ạ. Rồi em lên một mã tiếp theo. Lên một mã tam bảo sắc tiếp theo các bác nhé. Mã này thì cây xinh xinh lá xếp này. Mã này là K15 220.000 các bác nhé. K15 220k. Rất là đẹp luôn này. Đấy, đây anh quay như thế này cho các bác ngắm này. Đấy, rất là đẹp luôn. Nhà em quay không chưa quen quay. Đây các bác này, quay như này sẽ nhìn sẽ đẹp hơn này. Đấy, 220.000 cho K15 các bác nhé. Cây lá xếp và đang có nụ rất là đẹp luôn. Rồi em lên một mã tiếp theo. Là mã K12 các bác nhá. K12 này em chia sẻ với giá là 230.000 các bác ạ. Đây ạ, đây 230.000. Cây đang có rất là nhiều nụ các bác nhá. Đây này, nụ này. Đấy. Ở dưới này thì cây này còn đẻ con luôn này, cũng có nụ luôn các bác nhá. Lá nhựa, lá rất là ngắn luôn ạ. K12 230.000 các bác nhá. Để em lên tiếp cho các bác một mã tiếp theo này. Lên một mã này rất là nhiều cây sum suê rất là đẹp luôn ạ. Mã này là mã K10. K10 này em chia sẻ về giá là 280.000 các bác nhá. Đây ạ, đấy các bác có thể ngắm này. Cây K10 đây, K10 lá xếp đây. Úi dồi ôi, cây này, đây này, cây này đẹp quá này. Đây, lá xếp rất là đẹp các bác nhá. Mã này rất là nhiều thân luôn. Đây ạ.
Mã này thì nụ nó hơi nhỏ các bác nhé. Mã này nụ nó hơi nhỏ. Mã này chủ yếu để làm giống thì nhiều thôi. Giò này được sang năm là rất là đẹp luôn ạ. Một giò to khủng các bác nhé. Rồi em lên một mã tiếp theo nhé cả nhà. Lên một mã tiếp theo. Lên một mã ngọn này rất là dài và đẹp luôn này. K11 các bác nhé. K11 em chia sẻ là 330.000 các bác ạ. 330.000 cho K. 330.000 cho K11 các bác nhé. Đây ạ, đây. Rất là đẹp luôn này. Đấy, lá ngắn lá xếp rất là đẹp. Ngọn này đẻ con luôn, đẻ hai con luôn này. Cây lá xếp rụt các bác nhé. 330.000 cho K11. Rất là đẹp luôn ạ. Rồi em lên một mã tiếp theo nhé cả nhà ơi. Lên một mã tiếp theo. Là mã K. Là mã K10. K10 này em cũng chia sẻ với giá là 330.000. K10 này của em thì có một ngọn thanh quế các bác nhá. K10 có một ngọn thanh quế rất là đẹp này. Đang có cái ngồng nụ của nó dài lắm. Ngồng nụ này của nó đang dài khoảng độ tầm chắc là khoảng 40 cm. Đây các bác nhìn này, cây thanh quế này, hoa của nó rất là thơm nhá. Này dài chưa, ngồng cũ năm ngoái này. Ngồng cũ năm ngoái nó phải dài đến 60-70 cm, có khi 70 cm luôn đấy. Đây là rất là dài luôn đây này. Đấy ngồng hoa cũ đấy, ngồng hoa mới thì đang dài. Dài như này rồi mà vẫn chưa tách lụ các bác nhá. Đây, giò này thì có một cây thanh quế và có tam bảo sắc các bác nhá. Còn các cây còn lại là tam bảo sắc cũng đang có lụ luôn này. Giò này là một giò rất là đẹp luôn, một giò duy nhất nhà em có cây thanh quế các bác nhá. Mã K10 em chia sẻ với giá là 330.000. Đây ạ. Giò to cực kỳ là to luôn này. Đấy, bác nào lấy thì chốt K10 cho em nhá. Rồi bây giờ em lên một giò tiếp theo. Lên một giò tam bảo sắc tiếp theo các bác nhá. Một giò này rất là đẹp, lá xếp lá ngắn luôn này. Đấy, giò này lá xếp ngắn rất là đẹp luôn này. Mã này là mã K7. K7 em chia sẻ với giá là 250.000 các bác nhé. 250.000 và cây đây. Cây thì chưa thấy lụ. À đây, lụ đây. Cây này chủ yếu là làm giống là nhiều các bác nhé. Cũng có lụ nhưng mà giò này không nhiều lụ lắm. Nhưng mà được cái là nó sẽ rất là nhiều thân. Đây, anh quay như thế này cho các bác ngắm này. Đấy, nó sẽ rất là nhiều thân các bác thấy chưa. Rất là đẹp luôn nha. Đây, đẹp chưa? Rất là đẹp luôn, rất là nhiều thân luôn ạ. Mã này là mã K7 250.000 các bác nhá. À, tiếp theo thì em có một có mấy giỏ dáng hương cổ các bác nhá. Giỏ này loại này thì cực kỳ hiếm luôn. Đây em có hoa thực tế để các bác có thể ngắm này. Cây dáng hương cổ hoa siêu thơm các bác nhá. Hoa siêu thơm đây ạ. Từ từ đã, đứng dịch ra một tí. Đây đây ạ, đây các bác nhìn này. Đây mặt hoa của cây dáng hương cổ này các bác thấy chưa? Đấy, cánh của nó, cánh mai nhìn như quế, thế nhưng mà cái họng của nó lại giống tam bảo sắc. Nói chung là cây này là sự kết hợp rất là đẹp. Đấy, các bác thấy chưa? Cây cánh tròn, cánh mai cực kỳ đẹp nha. Hoa rất là thơm luôn. Đây này, các bác thấy chưa? Rất là đẹp luôn ạ. Cây dáng hương cổ này thì nhà em có mấy chậu để chia sẻ cho các bác thôi. Hoa của cây dáng hương cổ thì nó là cái màu hoa màu hồng hồng các bác nhá. Nó là màu hồng hồng rất là xinh luôn ạ. Thì em sẽ lên những cái chậu dáng hương cổ để chia sẻ cho các bác nhé. Cây này số lượng nhà em chỉ có vài giò thôi ạ. K5 các bác nhé. K5 này em chia sẻ với giá là 200.000. Hai cây các bác nhé. Đây, đây. K5 là 200.000 các bác nhé. Rồi em lên một mã tiếp theo. Lên một mã tiếp theo là mã K. Là mã K4 các bác nhé. K4 này em cũng chia sẻ với giá là 200.000 cho dáng hương cổ này. 200.000 K4. Cây này hình như có cây đẻ con này. Đấy, cái này có một cây đẻ con ở dưới hay sao vậy? À không phải, không phải đẻ con, đấy là cây nhỏ đấy, không phải đẻ con nhé. Giờ em lên một mã tiếp theo của dáng hương cổ này cả nhà ơi. Cây giỏ này của em thì có cả lẫn cả một cây tam bảo sắc luôn nhé. Giỏ này có 3 cây dáng hương cổ và một cây tam bảo sắc xếp rụt này. Một cây tam bảo sắc xếp rụt này các bác ơi. Đấy, ngoài ra thì có 3 cây dáng hương cổ bên này nhá. Đấy, kết hợp giữa hai loại. K6 em chia sẻ là 230.000 các bác nhá. K6 230.000 rất là đẹp luôn ạ. Rồi bây giờ em sẽ lên một mã tiếp theo. Lên một giò dáng hương cổ, cây cực kỳ to luôn các bác nhá. Cây rất là to và dài luôn này. Mã này của em là mã K2. Em chia sẻ là 250.000. Để im, để im. Đấy ạ, đấy. 250.000 các bác nhá. Rất là dài luôn. K2 các bác nhá. Rồi bây giờ em lên một mã dáng hương cổ cuối cùng. Đấy, chỉ có mấy giỏ thôi, không có nhiều đâu ạ. K1 các bác nhá. K1 này, 3 cây rất là đẹp luôn. K1 này vừa dài vừa đẹp. Cứ không phải xoay. Đây ạ, đấy, K1 vừa dài vừa đẹp các bác nhá. Chia sẻ với giá là 300.000, 300.000. Đây ạ, đấy, rất là đẹp luôn này. Các góc đều rất là đẹp luôn các bác nhá. Rồi bây giờ thì em sẽ lên một cái mặt hàng tiếp theo, đó là những cái chậu cát các bác nhá. Cát này, em trước tiên là em có hai chậu cát tú. À quên, từ từ đã, còn hai cái chậu này dáng hương cổ, quên mất, combo. Hai chậu luôn các bác nhá, dáng hương cổ K3, combo này là hai chậu. Hai chậu em chia sẻ, hai chậu dáng hương cổ này là 150.000 các bác nhá. Hai chậu luôn, gửi cả hai chậu luôn ạ. Đấy, rồi bây giờ em lên một mặt hàng tiếp theo. Đó là những cái chậu cát các bác nhá. Trước tiên là em có cái chậu cát tú cầu vàng này.
tú cầu vàng các bác nhá. Đây này, hoa nó ra cả chùm luôn, rất là đẹp luôn các bác thấy chưa? Bông này vừa mới nở sáng nay xong, hoa chơi cả tháng luôn ạ. Hoa chơi cả tháng luôn các bác nhá. Bên này vẫn còn nụ này, bên này vẫn còn một ngồng nụ này. Đấy, rất là đẹp luôn này. Cát vàng tú cầu vàng các bác nhá, 150 cho một chậu. Đấy, đây hai chậu đây, em có hai chậu nhá. Chậu bên này thì bên này sắp nở hoa rồi, còn bên này nụ này. Đấy, bên này thì một bên nở hoa và một bên nụ các bác nhé. Hoa bao phê luôn, hoa rất là đẹp luôn ạ. 150.000 cho một chậu cát tú cầu vàng các bác nhé. Tiếp theo là em có cát nụ. Cát nụ các bác nhé. Cát nụ đây này, cát nụ rất là đẹp luôn này. Đấy, cát nụ này là em chia sẻ về giá là 150.000 cho một chậu các bác nhé. 150.000 cho một chậu cát nụ ạ. Đấy, hoa sổ số các bác nhé. Cát nụ là hoa sổ số, cây rất là đẹp luôn ạ. Đấy, 150.000 một chậu. Tiếp theo thì em có cái, hôm nay em có cái chậu cát hoa vàng lưỡi đỏ. Bảo mấy đứa trẻ con đi. Đây ạ, đây. Cát hoa vàng lưỡi đỏ các bác nhá. Đây ạ. Hoa vàng lưỡi đỏ là dòng bông đại. Cây này nó là cây amake các bác nhá. Rất là đẹp luôn này. Đây là mặt hoa của cây này. Để em, đây ạ, nó hơi lóa. Đây, để em lên cho các bác xem mặt hoa của cây. Cây này là cây mặt hoa vàng và lưỡi đỏ các bác nhá. Bông to như là cái bát to luôn đấy ạ. Rất là đẹp luôn, bằng cái tay của mình xòe ra luôn ạ. Rất là đẹp các bác nhá. Em chia sẻ là cây hàng lá các bác nhá. Về giá là 160.000 cho một chậu. Và một chậu sẽ có rất là nhiều giả hành. Cây này là cây thuần vườn bảo hành hoa cho các bác nhá. Hàng thuần vườn bảo hành hoa 100% ạ. Tiếp theo thì em có cái cây tam bảo sắc hoa vàng. Tam bảo sắc hoa vàng lưỡi trắng các bác nhá. Cây đột biến của dòng tam bảo sắc ạ. Đây ạ, đây là mặt hoa của cây tam bảo sắc hoa vàng này. Rất là đẹp luôn này, hoa cực kỳ thơm các bác nhá. Hoa cực kỳ thơm luôn ạ. Đây ạ, đấy. Tam bảo sắc hoa vàng, hoa cực kỳ thơm. Hoa của nó có màu giống màu của hoàng nhạn các bác nhá. Chia sẻ là 150.000 cho một cây. 150.000 cho một cây tam bảo sắc hoa vàng các bác nhá. Cây như em quay đấy ạ. Đấy, cây nó xem như nhau thôi. Đấy, 150.000 một cây. Ngoài ra em có cái cây hoàng nhạn A3, hoàng nhạn va, hoa vàng lưỡi trắng các bác nhá. Cũng là cái cây hoàng nhạn đột biến rất là đẹp luôn. Cái này em chia sẻ là 450 cho một cây. Đây là mặt hoa của cây hoàng nhạn này. Đây ạ, đây là mặt hoa của cây hoàng nhạn, hoa vàng lưỡi trắng các bác nhá, cây hoàng nhạn đột biến ạ. Em chia sẻ là một chậu là 450.000 các bác nhá. 450.000. Đây ạ, rất là đẹp luôn này. Đấy, cây đẹp cực kỳ luôn các bác nhá. 450.000 cho một cây. Cái này nó là cái cây hoa nhạn đột biến, cái này số lượng nó không có nhiều các bác nhá. Đấy, 450.000 cho một cây. Tiếp theo thì em có đùi gà, hôm nay đùi gà em sẽ xả hàng thanh lý lỗ vốn luôn các bác nhá. Em còn khoảng độ tầm chục chậu nữa. Thì đùi gà mắt đen cánh chớp các bác nhá. Các bác thấy này, cánh của nó là cánh chớp nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, gà này thì em sẽ chia sẻ cho các bác về giá là hôm nay thanh lý là nói chung là hàng này là các bác không tính là hoa nó lở rồi các bác nhá. Vì nó lở rồi nên là em mới thanh lý. Chứ còn nếu mà không thì em không bán giá này đâu. Bởi vì giá này sẽ giá rẻ hơn giá em mua rất là nhiều các bác nhá. Giá này em sẽ chia sẻ cho các bác với giá là 100.000. Chỉ ngày hôm nay thôi, 100.000 một chậu. Em còn khoảng 10 chậu các bác nhá. Hàng này về làm giống các bác nhá. Gà này là gà mắt đen cánh chớp, rất là đẹp luôn ạ. 100.000 một chậu. Hàng coi như là hoa không chơi được các bác nhé. Hoa là hoa có, nhưng mà đây này, hoa nếu mà đến nhà các bác chơi được thì chơi, mà không chơi được thì các bác phải thông cảm cho em. Có khi là chơi được đây, vận chuyển nhanh thì những bông này chơi được này, còn những bông này nó đã tàn rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Em có một chậu gà đột biến này. Gà này, gà đột biến này. Lưỡi của nó này, các bác thấy cái lưỡi của nó chưa? Này, cái lưỡi của nó này. Đây này. Cái lưỡi của nó đây này, các bác thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Thấy cái mắt của nó chưa? Cây gà này cực kỳ đẹp luôn nha, có mỗi một chậu thôi. Đấy, cái lưỡi của nó này các bác thấy chưa? Đấy, mất lưỡi luôn nha. Đây ạ, rất là đẹp luôn. Còn có mỗi cái mũi thôi này, còn có mỗi cái mũi thôi, rất là xinh luôn. Cái chậu gà đột biến này thì bác nào lấy thì em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000. Một chậu duy nhất các bác nhá, 250.000 mặt hoa này. Mặt hoa này thì không thể chê được, mặt hoa này cực kỳ hiếm luôn các bác nhá. Đấy, bán cả chậu luôn. 250.000 các bác nhá. Còn tất cả các chậu còn lại thanh lý là 100.000 một chậu. Rồi lên một mã tiếp theo. Là một chậu đen rô.
Denso hồng, Denso xuân hoa anh đào các bác nhá. Cái Denso xuân hoa anh đào này hôm nay em cũng tiếp tục thanh lý cho các bác này, hàng có nở hoa hết rồi. Thì coi như là về các bác làm giống các bác nhá, hoa chơi được thì chơi. Nói chung là hoa em nghĩ là về cũng chơi được thôi, nhưng mà nó chỉ còn là hàng hoa thôi các bác nhá. Denso xuân hoa anh đào hôm nay em chia sẻ cho các bác cũng là 200.000 hai chậu các bác nhá. 200.000 cho hai chậu luôn ạ. Đấy, rất là rẻ và rất là đẹp luôn. Cây thuần vườn các bác nhá, hoa hồng và họng của nó là họng màu xanh, họng màu xanh các bác nhá. 200.000 cho hai chậu. Tiếp theo thì em có 4 cái chậu lâm cánh trắng họng hồng mắt xước các bác nhá. 4 chậu phi điệp, 4 chậu phi điệp lâm cánh trắng họng hồng mắt xước, rất là đẹp luôn. Thì 4 chậu này em thanh lý nhá. Nó có 2 chậu thì nhiều lụ nhưng mà nó bị gập thân. Đây, nó bị gập thân, có 2 chậu gập thân, còn đâu 2-3 chậu, 2 chậu kia thì không gập thân các bác nhá. Chậu nào cũng có lụ luôn. Nói chung là chốt lại là hàng này em thanh lý các bác nhá. Nó hơi gập gập nhưng mà không ảnh hưởng gì đến cây cả. Mầm gốc đã lên rồi các bác nhá. Đấy, em chia sẻ cho các bác 4 chậu lâm cánh trắng họng hồng mắt xước này về giá là 200.000 các bác nhá. 200.000 4 chậu luôn. Tiếp theo thì em có một cái lô trầm thiên long các bác nhá. Trầm thiên long hoa rất là thơm và rất là đẹp. Hoa của nó có màu tím đậm các bác nhá. Thực sự là cái cây này những năm về trước thì em toàn bán 500.000 một thân luôn ạ. Đây là mặt hoa của cây trầm thiên long này, hoa cực kỳ đẹp và cực kỳ thơm các bác nhé. Trầm thiên long em sẽ chia sẻ theo mã cho các bác. Trước tiên là mã K17 các bác nhé, K17 này. K17 của em thì đang có một thân lụ to này và hai thân bên này lụ nhỏ các bác nhé. K17 này em chia sẻ về giá là 160.000. Tiếp theo mã này là mã K20. K20 này, lụ này, lụ cả một chùm luôn các bác nhé. Bên này còn hai thân cũng đang nứt lụ này. Hai thân này đang nứt lụ này. Đấy, K20 này em cũng chia sẻ là 160.000 các bác nhá, trầm thiên long. Rồi em lên một mã tiếp theo. Lên một mã tiếp theo là K18 này. Úi dồi ôi, K18 này các bác, cái thân của nó này đen xì luôn nhá. Này thân hoa này dài trở dài từ đây này, lụ nó từ đây này cho đến tận đây luôn này, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, K20 này là một siêu phẩm, K18 này là một siêu phẩm luôn này. 120.000 các bác nhá. Tiếp tục là K19. K19 là 160.000 các bác nhá. 160.000 cho hai thân đang có lụ các bác nhá. Một thân này và một thân dưới này. Đấy, 160.000 cho K19. Tiếp tục là K21 này. K21 này hai thân, ba thân đang có lụ luôn các bác nhá. K21 ba thân đang có lụ, 160.000. Tiếp theo là K22. K22 là một chậu phi điệp các bác nhá. K22 là một chậu phi điệp lá cánh bầu này, lụ rất là tròn luôn này, một thân này lụ và một thân này lụ nhá, hai thân lụ luôn. 180.000 cho K22 các bác nhá. Đây mầm gốc này, mầm gốc lên hết rồi. Đấy, bây giờ em lên một mặt hàng tiếp theo, đó là cái cây hoàng nhạn 4N lá mít các bác nhá. Cây bao đẹp luôn này. Cây hoàng nhạn 4N lá mít này là cây thực sự luôn, là mặt hoa của nó rất là đẹp, các bác có thể mua để sưu tầm. Hoa rất là thơm và bông tròn đẹp các bác nhá. Đây là mặt hoa của cây hoàng nhạn 4N lá mít này. Hoa của nó sẽ nở vào khoảng độ tầm tháng, khoảng nở vào khoảng tầm tháng 7, tháng 8, tháng 9 các bác nhá. Hoàng nhạn 4N lá mít em chia sẻ là 350.000 cho một cây các bác nhá. 350.000 cho một cây. Cây này các bác mời về trồng chậu hoặc là lên lũa thì đảm bảo là bao phê, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Cây nó có khoảng 7 cặp lá. Đây ạ, tiếp theo đến là một cái cây hoàng nhạn. Hoàng nhạn 4N hàng thuần vườn các bác nhá. Hoàng nhạn 4N hàng thuần vườn em chia sẻ với giá là 170.000 cho một chậu có 2 cây các bác nhá. Lá xếp mít rất là đẹp luôn ạ. 170.000 một chậu 2 cây. Tiếp theo thì em có hoàng nhạn rừng Gia Lai. Hoàng nhạn rừng Gia Lai là hoa sổ số tháng 4, tháng 8 các bác nhá. Cây rất là đẹp luôn ạ. Em chia sẻ là 220.000 cho một chậu các bác nhá. Đây ạ, cây các bác nhìn này, rễ của nó rất là khỏe luôn. Hoàng nhạn rừng Gia Lai 220.000 cho một chậu ạ. Cây cực kỳ đẹp và tươi, xanh tươi cực kỳ luôn các bác nhá. Tiếp theo thì em nên chia sẻ cho các bác là cái cây đùi gà hoa trắng đột biến. Bình thường các bác mua cây đùi gà hoa trắng đột biến ở ngoài thị trường ấy thì nó sẽ có giá khoảng độ tầm là 200-300.000 một ki các bác nhá. Thì cây đùi gà trắng đột biến nhà em nó là hàng rừng, đùi gà tròn các bác nhá. Em chia sẻ với các bác là một chậu là bao gồm có một thân già, một thân hoa đang nụ và một mầm gốc các bác nhá. Về các bác có thể là phun duy xanh loãng, pha cho em phun 2 lần thì đảm bảo với các bác là mầm gốc lên rất là nhiều. Đùi gà hoa trắng thì em chia sẻ về giá là 280.000 cho một chậu các bác nhá. Đấy, 280.000 cho một chậu, cây rất là đẹp luôn. Đấy các bác thấy chưa? Nói chung là có cây lụ to, có cây lụ nhỏ. Bác nào ở xa em sẽ gửi cây lụ nhỏ các bác nhá. Ở gần gửi lụ to, cây rất là đẹp luôn ạ.
Tiếp theo thì em có mấy cái loại hài, mấy cái loại hài và kiếm này rất là đẹp luôn này cả nhà ơi. Trước tiên là em nên cho các bác một cái dòng thực sự là cái dòng này rất là đẹp luôn này, một cái dòng địa lan kiếm lá giáo rất là hiếm và rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây ạ, em sẽ chia sẻ theo phần như thế này cho các bác. Đây ạ. Cây này các bác lên sưu tầm bởi vì cây này thực sự em đặt rất là lâu rồi và hàng này hôm qua rất nhiều bác mua. Đây là em còn có từng này thôi này. Đấy, mà em chưa kịp đóng gói cho các bác, sáng nay đặt mua chưa kịp đóng gói đâu. Thì tí nữa mà đóng gói lên thì chắc là không còn nhiều nữa đâu ạ. Đây ạ, rất là đẹp luôn này cả nhà. Đây. Đây là mặt hoa của cây địa lan kiếm lá giáo các bác nhá. Mặt hoa của nó các bác thấy chưa? Bao phê luôn, bao phê và bao đẹp các bác nhá. Đấy, đẹp cực kỳ luôn. Địa lan kiếm lá giáo em chia sẻ theo phần đi các bác ơi. 70k cho một phần như thế này các bác nhá, 70k cho một phần. Rất là đẹp và rất là quý luôn ạ, rất là rẻ cái này. Thực sự luôn là các bác mua thì có khi có những cửa hàng bán là rơi vào khoảng độ tầm mấy chục nghìn một thân này, 40 nghìn một thân này đấy ạ. Đấy, tiếp theo là em có hài mốc hồng hoa lở Tết các bác nhá. Em sẽ chia sẻ theo bó, 50 nghìn một bó hài mốc hồng các bác nhá. Hài mốc hồng hoa lở Tết, hoa này hoa rất là đẹp luôn này. Đấy, hài mốc hồng hoa lở Tết các bác nhá, với giá là 50 nghìn cho một bó. Đấy, một bó rất là xinh luôn, về các bác có thể trồng để Tết tới này là sẽ có hoa để chơi các bác nhé. Hoa bông to cực kỳ luôn. Tiếp theo là bây giờ là bắt đầu đến mùa của hài Henry các bác nhé. Hài Henry em chia sẻ cho các bác với giá là 80.000 cho một phần. Một phần sẽ được từng này các bác nhé. Cây rất là đẹp và cây này chuẩn bị có lụ rồi. Các bác trồng chỉ nửa tháng nữa là sẽ có lụ các bác nhé. Hài Henry mặt hoa của nó rất là đẹp luôn này cả nhà. Mặt hoa rất là độc đáo và đẹp. Đây ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác có thể sưu tầm cho mình, trồng bây giờ là nửa tháng nữa là có lụ để chuẩn bị tới là có hoa các bác nhá. Rất là đẹp luôn, hài Henry là 80.000 cho một phần các bác nhá. Tiếp theo thì em có phi điệp vàng dòng cánh nhựa này, sắp sửa đến mùa hoa của nó rồi, hoa rất là đẹp và rực rỡ. Phi điệp vàng đây ạ, mặt hoa của cây phi điệp vàng đây rất là đẹp luôn này. Cánh nhựa và hoa cực kỳ thơm các bác nhá. Phi điệp vàng em chia sẻ về giá là 150.000 cho 1kg các bác nhá. 150.000 cho 1kg ạ, rất là đẹp luôn. Đấy, ngoài phi điệp vàng ra em còn có cả Vanda này mà hôm nay em quên em không xếp ra ngoài, em vẫn để trên hè hiên. Vanda đây, Vanda em sẽ chia sẻ cho các bác theo mã các bác nhá, theo mã. Ví dụ như là một mã như thế này, một mã Vanda như thế này. Rất là nhiều cây, 5 cây to nhá, 5 cây to em sẽ chia sẻ các bác là 150.000. Còn bác nào lấy cây nhỏ thì là 5 cây nhỏ em sẽ chia sẻ các bác là 120.000. Nhưng mà nói chung lấy cây to đây các bác ạ, toàn cây to đây này. Đấy, bác nào mua 5 cây to 150.000 em sẽ tặng thêm cho một cây nhỏ các bác nhá. Đấy, Vanda rất là đẹp luôn ạ. Để bác nào lấy Vanda hoa thơm nhá, hoa thơm hơn cả mùi nước hoa luôn ạ, thì nhắn cho em các bác nhá. Rồi em xin kết thúc phiên ngày hôm nay tại đây. Thì kính chúc tất cả các bác cùng toàn thể gia đình là luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn các bác nhá. Các bác đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299 ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.